Xin chào các bác đã trở lại với kênh test âm thanh của Trung Kiện Audio. Tiếp tục lên với các bác một sản phẩm nữa của hãng Sony. Một dàn rất là quen thuộc, model của nó là bộ M35 VKM. Bộ này bán các bác với tình trạng là chơi điện thoại, máy tính và tivi qua jack 3.5. Anh em cắm, em hướng dẫn qua cách sử dụng cho các bác nào mới chưa dàn mà chưa biết dùng. Các bác cắm cho em một nút cắm ở cổng này, cắm bên cạnh cổng tai nghe nhé, cắm bên cổng này. Đầu còn lại thì các bác sẽ kết nối với cả điện thoại của các bác. Đó, qua jack 3.5. Đây là cổng USB, các bác có thể lợi dụng cổng này để làm nguồn cấp để cho chơi cái cục thu Bluetooth. Nếu như anh em thích biến bộ dàn này thành một dàn Bluetooth nhá. Đấy, cổng có tác dụng là cấp nguồn thôi. Đấy, còn không cấp tín hiệu. Đó, anh em chơi điện thoại máy tính, anh ấn chạm nút này cho nó ra màu xanh. Đấy, thì để chơi điện thoại máy tính nhá. Còn về các phương tiện chức năng khác bỏ qua hết, em test một chức năng thôi. Mono về. Đặc biệt dàn này nếu muốn chơi hai anh em phải biết chỉnh equalizer và thao tác chỉnh như sau. Ấn nút đầu tiên, ấn nút này. Bước thứ hai, ấn nút kéo xuống đến dòng có chữ như này, anh em ấn nút OK ở giữa. Ấn tiếp một lần nữa, kéo xuống dòng có chữ EQ. Ấn OK một lần nữa. Mặc định của nó sẽ là chế độ như thế này. Thì anh em ấn nút lên cho em, để lên được chế độ rock như này. Xong ấn OK. Đấy, thì là bát chắc sẽ lên đều và đánh rất là hay. Anh em nào chưa nhớ có thể xem lại, tua đi tua lại cái thao tác em vừa làm thì các bác có thể làm theo được nhé. Đấy, lưu ý là dàn này phải chỉnh như vậy thì đánh nó mới hay được. Còn cái bát của nó là bát 10, màng giấy, gân của nó là gân vải, cực bền luôn. Xin lỗi các bác, check của con này là check từ kép luôn anh em nhé. Vừa rồi em bị rơi cái điện thoại. Rồi để em tiếp tục quay tiếp cho các bác. Phía trên có cả cassette, tuy nhiên những tính năng phụ em sẽ không test, em chỉ test chức năng chơi điện thoại tính thôi. Con này sẽ có giá cực tốt cho các bác. Loa con này bãi về thiếu hết 2 cam. Hình thức loa bãi về còn rất là đẹp, đầu máy như hình này anh em nhé, xuất sắc không đáng kể. Đấy, loa thì còn rất đẹp luôn, vuông vắn không vỡ không bể nở, vân gỗ cực đẹp luôn. Đó, sau trước đều đẹp, tất cả vuông vắn hết. Đợi lúc hơi phía sau, con bên này cũng vậy nhá, cũng rất đẹp luôn. Đấy, đẹp càng luôn, xuất sắc không đáng kể anh em nhé, có thể có nhưng không đáng kể. Đó, đầu máy cũng tương tự nhá, đầu máy cũng tương tự. Trời xước một tí ở thành thôi, không đáng kể. Đây là phía sau, em đấu loa đấu đúng màu dây cho em, đỏ đỏ và đen và đen. Đó, Sony thì FM90 các bác nhé, nói luôn để cho các bác này hay hỏi FM bao nhiêu. FM90 thì sẽ không bắt được đài Việt Nam. Em chỉ bán cho bác cái tính năng ở trên điện thoại máy tính thôi cho nhanh. Đặc biệt là các bạn thanh niên, các bạn trẻ. Bộ dàn này nhìn rất là trẻ trung, loa thiết kế vuông vức luôn, rất đẹp. Đó, nếu anh em có thể kết hợp thêm bộ chân kê thì quá tuyệt vời. Đây chân kê đây, anh em có nhu cầu mua thêm trên kê liên hệ nhé, em sẽ để cho các bác với những mức giá tốt nhất có thể. Đấy, những bộ trên kê này mình kê trên loa này, kê ở phía dưới chân như này thì sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, cái gì vào nữa, đấy hai bên ở phía sau nữa thì rất là đẹp. Cái này anh em có thể mua thêm tùy anh em. OK, xin phép báo giá nhanh. Bộ này em bán giá là 1.300.000 đồng thôi, 1.300.000 đồng, miễn phí ship toàn quốc và kèm đổi nguồn cho các bác rồi và kèm cả dây rác rồi. Nói chung là 1.300.000 đến tay các bác chỉ việc chơi thôi. Đó, các bác chuyển đổi sẽ bao ship, còn các bác chuyển cọc cọc trước trên 300. Nếu các bác chuyển cọc các bác vui lòng trả tiền ship giúp em. Còn tất cả các em chuyển đủ em đều bao ship. Đó, 1.300.000 đồng thôi. Anh em nào lấy liên hệ số Zalo là 0975 575 262. Ngoài ra anh em có nhu cầu mua thêm cái cục thu Bluetooth để cắm vào đây để chơi ở đây thì em có thể liên hệ, bên sẽ để cho các bác thêm những cục Bluetooth nữa, còn em có thể đi ngoài cũng được, cái đấy tùy anh em. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em theo dõi video test.